ăn chỗ này nè. Bấm đây, nó đang hiện hình lên từ từ, đẹp nha. Đáng lẽ em quay ngang cái màn hình rồi nè. Thôi bằng tay về nha. Tôi đăng này khó còn ghê, như người gọi điện ông hay đi tút máy sửa máy. Không biết sửa motor là không biết sửa máy nè, đúng không? Tao thử gì tao, đồ nghề tao đầy đủ tao mới sửa. Đầy đủ đúng rồi, mốt phải mua đồ nghề đến nè. Không có đồ nghề ra ngoài mà. Đồng hồ rõ cái ha. Cái này mình mặc đồng hồ rõ cái à? Đồng hồ canh dầu nè em. Ủa có đồng hồ canh dầu nè. Ờ tùy không biết chăm dầu xe tôi với. Chăm dầu vô ngang nè chứ chạy ra chứ. Chà cho đó cái nó mới. Ừ. Bấm liền chứ. Lung bu quá chụp lông đó. Kỹ mắt ốc này.